Chào các bạn. Trong quá trình giao dịch Forex, chắc hẳn các bạn đã từng nghe đến Bollinger Bands, chỉ báo phân tích kỹ thuật được phát triển bởi John Bollinger. Công cụ này được mệnh danh là chỉ báo thần thánh giúp các trader xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả. Do đó, trong video này, kiến thức FX sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin chi tiết về Bollinger Band là gì, cách cài đặt và sử dụng chỉ báo Bollinger Band để kiếm được lợi nhuận cao nhất. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Bollinger Band là gì. Bollinger Bands là một chỉ báo được phát minh bởi John Bollinger, nhà phân tích tài chính tài ba trên thế giới vào đầu năm 1980. Chỉ báo này cũng được đặt theo tên của nhà phát minh là Bollinger, là giải Bollinger. Chỉ báo này được cấu tạo từ đường trung bình động MA, còn được gọi là Moving Average và độ lệch chuẩn giá. Cụ thể thì giải Bollinger gồm 3 phần chính, một đường trung bình động chu kỳ 20 ngày, được viết tắt là SMA20, là giải nằm giữa, và hai giải di động được đặt bên trên và bên dưới SMA20. Khi thị trường biến động mạnh, hai giải trên và dưới sẽ mở rộng ra. Ngược lại, khi sự biến động giảm, độ rộng của hai đường sẽ thu hẹp lại. Thông thường thì các trader sử dụng chỉ báo Bollinger Band để xác định xu hướng của thị trường, dự đoán về khả năng tiếp tục hay dừng lại của xu hướng đó. Ngoài ra thì Bollinger Band cũng giúp các trader xác định thị trường có đang trong giai đoạn sideways hay đang bắt đầu trong một giai đoạn tích lũy. Dựa vào xu hướng này thì các nhà đầu tư sẽ đưa ra chiến lược giao dịch phù hợp. Về ý nghĩa của chỉ báo Bollinger Band thì Bollinger Bands là một chỉ báo quan trọng giúp nhà đầu tư vào lệnh cũng như là xác định xu hướng rất hiệu quả. Sau đây là một vài ý nghĩa quan trọng của chỉ báo Bollinger Band mà các nhà đầu tư cần nắm được. Ý nghĩa đầu tiên là sự thua hẹp. Sự thua hẹp là khi hai dải trên và dải dưới di chuyển lại gần nhau và tiến sát đến đường SMA20. Sự thua hẹp này thể hiện một giai đoạn biến động thấp đến mức tối thiểu. Đây là tín hiệu hoàn hảo báo hiệu biến động sẽ tăng trở lại trong thời gian tới và được coi là cơ hội vào lệnh tiềm năng cho các nhà đầu tư kiếm lời. Sự siết chặt luôn đi cùng với mở rộng. Khi các dải dịch chuyển rộng ra thì độ biến động càng giảm mạnh và phần trăm thoát vị thế lệnh càng lớn. Tuy nhiên, những biến động này không được coi là tín hiệu trade vì nó không dự báo được xu hướng di chuyển của giá là tăng hay giảm. Ý nghĩa thứ hai là điểm breakout. Bất kể sự đột phá nào diễn ra ở hai giải Bollinger cũng là một sự kiện thu hút quan tâm của các nhà giao dịch. Cũng giống như là Bollinger siết chặt, điểm đột phá breakout không được coi là tín hiệu giao dịch. Đa số nhà đầu tư đều nhầm lẫn rằng khi giá bứt ra khỏi một trong hai giải trên và dưới thì đều là tín hiệu để tham gia thị trường. Tuy nhiên, điểm bứt phá không cho ta dấu hiệu rõ ràng về xu hướng hay là mức độ biến động của giá sau đó. Ngoài ra, chỉ báo này cũng cung cấp manh mối về việc giá chỉ có thể dịch chuyển trong vòng một vùng nhất định và rất khó để thoát ra khỏi vùng đó. Bởi vậy, Bollinger Band phát huy rất tốt tiềm năng của nó trong quá trình đánh giá xu hướng dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Ở bất cứ khung thời gian nào thì nó cũng cho ta kết quả khá chính xác. Về một số hạn chế của Bollinger Band, tuy là một chỉ báo tốt và khả năng dự đoán chính xác xu hướng giá rất cao, nhưng Bollinger Band vẫn có một số hạn chế nhất định. Đầu tiên là không dự đoán được xu hướng breakout của giá. Đây được xem là hạn chế lớn nhất của giải Bollinger trong phân tích thị trường. Nó đơn giản là chỉ báo cho biết sự biến động của thị trường nhưng lại không xác định được chắc chắn xu hướng phá vỡ của giá. Do đó thì các nhà đầu tư cần phải sử dụng kết hợp Bollinger Band với các chỉ báo kỹ thuật khác nếu muốn dự đoán tín hiệu của thị trường. Thứ hai là không cho biết thời điểm quá mua và quá bán kết thúc. Tuy cho biết thị trường đang diễn ra quá mua hoặc quá bán nhưng không thể dự đoán được khi nào xu hướng này kết thúc. Đây là lý do mà các trader cần đặt dừng lỗ để bảo vệ tài khoản của mình trong trường hợp giá đi lệch dự đoán. Thậm chí ngay cả khi dự đoán đúng, các bạn vẫn nên tạo cho mình thói quen luôn luôn đặt stop loss vì chắc chắn bạn không thể dự đoán chính xác 100% xu hướng giá trong tất cả trường hợp. Vẫn sẽ có những tin tức bất ngờ khiến thị trường đảo chiều mạnh tới mức mà bạn không thể hình dung được. Thứ ba là không còn tin cậy và phù hợp trong một số trường hợp. Giải Bollinger luôn là một chỉ báo tốt chỉ khi thị trường biến động ít hay là dịch chuyển nhẹ trong phạm vi nhất định. Khi thị trường có những dao động mạnh và nhanh, chỉ báo này sẽ không còn đúng nữa. Về công thức tính Bollinger Band thì cách tính Bollinger Band cũng đơn giản như cấu tạo của nó. Cụ thể thì giải giữa là đường trung bình động chu kỳ 20 ngày được tính bằng giá trị trung bình của giá đóng cửa. Giá trên sẽ bằng đường trung bình động chu kỳ 20 ngày cộng với 2 nhân với độ lệch chuẩn 20 ngày. Giải dưới sẽ bằng đường trung bình động chu kỳ 20 ngày trừ 2 nhân với độ lệch chuẩn 20 ngày. Để dễ hình dung hơn, các bạn hãy theo dõi ví dụ dưới đây. Giả sử bạn muốn mua cặp tiền tệ đô la yên Nhật có tỷ giá hiện tại là 109,35, giá trị SMA là 80 và độ lệch giá trong 20 ngày là 1,3. Từ các thông số này thì ta dễ dàng tính được giải giữa sẽ bằng 80, giải trên sẽ bằng 80 cộng 2 nhân với 1,3 sẽ bằng 82,6, giải dưới sẽ bằng 80 trừ 2 nhân với 1,3 bằng 77,4. Về cách cài đặt Bollinger Band trên MT4, MT4 là phần mềm giao dịch được ưa chuộng và phổ biến nhất hiện nay. Do đó thì kiến thức FX sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt chỉ báo Bollinger Band trên nền tảng giao dịch MT4. Bước 1, chúng ta cần mở nền tảng MT4.
Chọn Insert trên thanh menu, tiếp tục di chuyển chuột và Indicator, sau đó chọn Change và cuối cùng là nhấn chọn Boringer Band. Bước thứ hai, sau đó là giao diện sẽ hiện lên hộp thoại Boringer Band như hình. Ở phần Parameter thì bao gồm các mục cơ bản như là Period là số chu kỳ, Deviation là độ lệch, Apply to Grow là áp dụng lại dán đóng cửa. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể thiết kế màu sắc, độ mỏng dày của dải Boringer trong mục Style. Các nhà đầu tư được phép thoải mái điều chỉnh các thông số theo chiến lược riêng của mình. Nhưng một lời khuyên cho tất cả là các bạn không nên thay đổi các con số mặc định này. Nguyên nhân vì đây là các chỉ số mà chính tác giả John Boringer cài đặt sử dụng và nó được nghiên cứu từ thị trường nên mang lại xác suất chính xác hơn. Bước thứ ba, sau khi điền và kiểm tra lại các thông tin cần thiết, bạn chỉ cần chọn OK là hoàn thành. Về cách sử dụng chỉ báo Boringer Band thì học đi đôi với hành. Cho nên nếu nhà đầu tư chỉ nắm được lý thuyết suông mà không biết cách áp dụng vào giao dịch thì tất cả cũng trở nên vô nghĩa. Do đó thì nếu muốn trở thành trader chuyên nghiệp, các bạn không nên bỏ qua các chiến lược giao dịch với chỉ báo Boringer Band mà kiến thức Epic giới thiệu sau đây. Đầu tiên là mua thấp bán cao. Tuy có tên gọi khác nhau nhưng thực chất giải trên có vai trò giống với đường kháng cự trong khi giải dưới có vai trò giống đường hỗ trợ. Quá quen thuộc đúng không? Với cái giao dịch này thì các bạn có thể làm như sau. Khi giá tăng chạm vào giải trên thì các bạn bán ra, mà khi giá giảm chạm đến giải dưới thì các bạn mua vào. Về cơ bản, mua thấp bán cao là chiến lược trading khá phổ biến và đơn giản, thường tương đối hiệu quả khi thị trường đang trong giai đoạn sideways, tuy nhiên lại rất rủi ro nếu thị trường có sự biến động mạnh mẽ. Thêm nữa thì đây được coi là phương pháp đơn giản nhất trong cách sử dụng Boringer Bands. Vậy nên khi giá chưa đủ kinh nghiệm và khả năng để phân tích thị trường chính xác, tốt nhất thì các bạn nên lựa chọn chiến lược này. Thứ hai là nút thắt cổ chai. Khi giá liên tục biến động lên xuống trong một phạm vi hẹp và tiếp diễn trong một khoảng thời gian dài bao nhiêu thì nó là dấu hiệu cho sự biến động giá trong tương lai mạnh mấy nhiêu. Nhưng để xác định dấu hiệu này không hề dễ dàng đối với nhà đầu tư. Nhưng đối với Boringer Band lại khác, nó sẽ cho nhà đầu tư dễ dàng nhận biết giá biến một phạm vi hẹp thông qua nút thắt cổ chai. Hình dáng nút thắt cổ chai xuất hiện trên biểu đồ là tín hiệu cho các trader biết đây là thời điểm chuẩn bị có những biến động mạnh mẽ và bạn nên vào lệnh. Cách cài đặt lệnh đơn giản như sau. Bạn sẽ vào lệnh mua khi giá phá vỡ và vượt khỏi vùng tích lũy. Bạn sẽ vào lệnh bán khi giá phá vỡ, đi xuống khỏi vùng tích lũy. Thứ ba là kết hợp Boringer Band với các chỉ báo khác. Đầu tiên là kết hợp Boringer Band và RSI. Phương pháp này được mệnh danh là sự kết hợp song kiếm hợp bích và là chiến lược vô cùng hiệu quả trong trường hợp thị trường không có sự thay đổi lớn và rõ ràng trong xu hướng. Nó cho phép các trader biết thị trường đang ở vùng quá mua hay quá bán, liệu giá đang là quá cao hay là quá thấp. Dù chỉ đơn giản là vậy, nhưng thông tin cung cấp cho các nhà đầu tư lại vô cùng quý giá, giúp họ xác nhận thêm quyết định mua bán trên thị trường. Có thể thấy, đây không hẳn là một chiến lược hoàn hảo, nhưng nếu bạn biết cách kết hợp Boringer Band với chỉ báo RSI, thì việc xác định và tính toán điểm vào lệnh, thoát lệnh hợp lý sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Thứ hai là kết hợp Boringer Band với MACD. Boringer Band giúp bạn nhìn nhận được bản chất chu kỳ biến động của giá. Mặt khác, MACD là một chỉ báo động lượng theo xu hướng hiệu quả. Kết hợp hai công cụ này thì có thể đảm bảo độ chắc chắn trong giao dịch vì chúng có thể là những công cụ phân tích xu hướng và đo sức mạnh của một xu hướng hiện tại có cùng giao độ. Bởi vậy thì các trader thường hay sử dụng hai chỉ báo trên để nhận định xem giá trong giai đoạn giảm tốc hay tăng tốc, dự báo cho một cú breakout sắp diễn ra. Hơn nữa thì Boringer Band có thể giúp các nhà đầu tư xác định được xu hướng và vị trí vào lệnh hợp lý. Giao dịch breakout là một trong những cách phổ biến nhất khi kết hợp với Boringer Band và MACD. Các bạn có thể tham khảo các bước khái quát sau đây. Bước 1 là sử dụng MACD để nhận định rõ xu hướng giá. Bước thứ 2 là tìm sự phân kỳ trong MACD histogram. Đây là bước xác định xem một cú breakout có xảy ra hay không. Bước thứ 3 là tìm vị trí vào lệnh khi giá breakout giải giữa SMA20 hoặc là trendline. Bước thứ 4 là xác nhận sự phá vỡ với sự mở rộng Boringer Band, tức là thị trường đang biến động lớn và chỉ số MACD tăng cao. Phần nội dung tiếp theo sẽ giới thiệu cho các bạn một chiến thuật sử dụng Boringer Band chuyên sâu phổ biến mà các nhà đầu tư chuyên nghiệp ưu tiên sử dụng. Chiến thuật 1 là Boringer Band phá vỡ. Boringer Band phá vỡ là một chiến thuật giao dịch với xu hướng dài hạn và tương đối đơn giản. Sự phá vỡ xảy ra khi mức giá đóng cửa của cây nến xác nhận vượt ra khỏi dải Boringer. Tuy nhiên, để tránh sai lầm khi đưa ra quyết định vào lệnh, các nhà đầu tư cần sử dụng kết hợp với đường hỗ trợ, kháng cự và một số chỉ báo khác. Giá breakout khỏi đường kháng cự là tín hiệu cho các trader mua vào. Giá breakout khỏi đường hỗ trợ là tín hiệu cho các trader bán ra. Chiến thuật thứ hai là giao dịch biến động. Chiến thuật này các trader thường giao dịch theo hai phương thức chủ yếu. Đầu tiên là mua khi giá có mức dao động nhỏ vì kỳ vọng giá sẽ tăng. Nguyên nhân là sau khi biến động với biên độ nhỏ để tạm nghỉ, lúc này thì mức giá đóng cửa của các nến gần bằng nhau thì xu hướng dao động mạnh xảy ra một lần nữa. Do đó thì các trader mua khi giải Boringer thu hẹp lại và có mức giá đóng cửa gần nhau là một chiến thuật mua theo biến động.
Thứ hai là bán khi giá có mức dao động lớn với kỳ vọng giá sẽ giảm. Khoảng cách giá trên và giá dưới sẽ ngày càng xa dần nếu giá quá cao hoặc quá thấp. Lúc này thị trường sẽ cần điều chỉnh và giá sẽ biến động nhỏ hơn. Đây cũng chính là thời điểm thích hợp để các trader thực hiện bán. Hy vọng qua video trên sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc về Bollinger Band là gì, cách cài đặt và sử dụng chỉ báo Bollinger Band sao cho hiệu quả. Rất mong các bạn có thể vận dụng các kiến thức bổ ích mà kiến thức Epic chia sẻ ở trên vào các giao dịch thực tế. Tuy nhiên, để thành công trên thị trường Forex, các bạn nên biết được giới hạn của bản thân trước khi bắt đầu bất kỳ giao dịch nào. Một quy tắc rất đơn giản, không bao giờ tiếp tục đặt lệnh vượt quá khả năng chịu lỗ. Đừng quên like và subscribe kênh của Kiến thức FX để cập nhật những kiến thức Forex mỗi ngày. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.